cuối cùng cũng đã tìm được một hành tinh mới bắt đầu sự sống. Hay lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn ta đây, thừa lệnh của Thượng Đế, tới đây để tạo ra bốn mùa, để cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Nào, bốn tinh linh, xuân hạ thu đông, hãy mau ra đây, chuẩn bị nghe lệnh của ta. Kính thưa chủ nhân, chúng tôi đã được triệu hồi, xin ngài giao nhiệm vụ. Được rồi, ta muốn uống các người hãy ở lại nơi này, tạo ra thời tiết bốn mùa, để cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Nên nhớ, thời tiết phải luân chuyển lẫn nhau, không được một mùa nào chiếm hết. Nghe rõ chưa? Chúng tôi hiểu rồi thưa chủ nhân, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Giờ các ngươi hãy bắt đầu thực hiện đi. Ta đi đây, 10.000 năm sau ta sẽ đến đây kiểm tra. Này, mọi người, bây giờ nơi này sẽ bắt đầu mùa nào trước đây? Tất nhiên là mùa hạ ta đây rồi. Không được, mùa hạ mà bắt đầu, sinh vật ở đây sẽ chết hết luôn đó. Hãy để cho một mùa nào thật dễ chịu. À đúng rồi, anh mùa xuân hãy bắt đầu trước đi. Đúng rồi, hãy để mùa xuân thực hiện đầu tiên đi. Tôi mùa đông, sẵn sàng sẽ là mùa cuối cùng. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Nào, ba anh em còn lại chúng ta, mau chia ra, đi ngao du khắp nơi đi. Đến thời điểm chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện mùa của mình sau. Chào các bạn, tôi là một tinh linh băng, một trong bốn tinh linh mà thượng tiên cổ đại Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đem tới hành tinh trái đất này để tạo ra bốn mùa. Tôi không phải là mùa đầu tiên nên đang cố gắng đi ngao du khắp mọi nơi để chờ đúng thời điểm tới lượt của mình. Và mùa đầu tiên là mùa xuân cũng bắt đầu tại hành tinh này. Thời tiết vô cùng dễ chịu, mọi thực vật đã đắm chồi nảy nở, kéo theo rất nhiều loài động vật cũng bắt đầu xuất hiện. Đây, cái cục nước đá kia, nhìn ngươi thật là ngon quá đi. Hãy lại đây, làm vợ của bọn ta, sinh con cho bọn ta. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, cha tôi, trời ơi. Cái gì thế này? Lũ người đá khốn kiếp, bộ các ngươi không biết ta là ai hay sao? Mày dám bắt ta làm vợ của các ngươi? Mặc kệ ngươi là ai, bọn ta không quan tâm, bọn ta thiếu gái lắm rồi. Nào, mau bắt nó về hang ổ đá của chúng ta đi. Tình tinh linh mùa xuân chết tiệt, không biết hắn tạo ra những sản phẩm kinh tởm gì thế này. Lũ sinh vật chết tiệt ở đây, ta phải dạy cho các ngươi một bài học mới được. Tôi vừa đi ngao du, khi mùa xuân đến thì đột nhiên bắt gặp những sinh vật người đá vô cùng biến thái. Bọn chúng chưa phân biệt tôi là đực hay cái mà cứ đòi bắt tôi về làm vợ của bọn chúng. Tôi vô cùng căm phẫn, bởi vì thân thế của tôi cao quý hơn cái lũ thấp hèn này rất nhiều. Thế là tôi cũng đã dùng sức mạnh băng tuyết của tinh linh mình trừng phạt lên người của lũ người đá. Và tất nhiên bọn chúng không phải là đối thủ của tôi rồi. Kết quả, một bầy người đá bị tôi đánh cho tan tành, tan xác. Thời gian cũng dần trôi qua, giao mùa đầu tiên cũng đã bắt đầu xảy đến. Lúc này từ mùa xuân cũng đã chuyển sang mùa hạ, và tinh linh mùa hạ bắt đầu thi triển phép thuật của mình. Thời tiết bắt đầu oi bức hơn. Không biết bao giờ mới tới mùa đông của tôi nữa. Chạy đi! Bà con ơi, có một con quái vật khổng lồ, trời nóng quá nên nó đã hóa điên rồi. Nó giết hết tất cả sinh vật xung quanh đó. Mau tránh xa nó ra. Hả? Một sinh vật to lớn hóa điên vì thời tiết nắng nóng à? Được rồi, để tôi sẽ ngăn cản nó. Đây, con quái vật khổng lồ kia, mau dừng lại đi. Thời tiết mùa hạ sẽ qua nhanh thôi, người sẽ cảm thấy dễ chịu. Come on, ta khó chịu quá, ta muốn giết các ngươi để ta thoải mái. Là một con quái vật có năng lực băng hay sao? Nó có lẽ đã điên thật sự rồi. Vậy thì ngươi đừng có trách ta. Ta sẽ hút lấy cơ thể của ngươi vào trong ngươi. Cơ thể, sức mạnh của con quái vật kỳ lạ khổng lồ đó đã làm cho những tế bào băng tuyết trên người của tôi càng ngày càng dày ra.
Kết quả sau một hồi tích tụ, người tôi to lớn hơn gấp 3 lần. Được rồi, tôi phải nhanh chóng đi tìm tinh linh mùa hạ và hỏi hắn tại sao hắn lại tạo ra thời tiết nóng bức đến như vậy. Nóng quá, nóng quá, khó chịu quá, khó chịu quá. Cái gì nữa đây? Này, này, các người có sao không? Trời đất ơi, nóng như thế này, tại sao các người không ra bờ sông bờ suối uống nước và tắm cho nó mát đi? Ngoài đó, nước còn sôi sùng sùng đó. Chúng tôi không biết làm sao cả. Cứu chúng tôi đi, cứu chúng tôi. Yes, cái tên tinh linh mùa hạ, hắn đang làm cái quái quỷ gì vậy? Nhưng mà bây giờ cũng đã sắp hết mùa hạ rồi, sao hắn còn chưa chuyển giao mùa? Tôi lại tiếp tục tiến về nơi nóng nhất, bởi vì tôi biết rằng tinh linh mùa hạ đang làm phép ở đó. Đi được một hồi, tôi ngó khắp mọi nơi, dường như tất cả sinh vật đều chết hết. Cây cỏ khô héo, động vật đều bị bốc hơi. Giết hết bọn chúng, tàn sát hết. Chúng ta sẽ biến nơi này thành vương quốc của chúng ta. Hả? Sao có nhiều tinh linh mùa hạ thế này? Đây, đây, ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy? Bây giờ đã chuyển sang mùa thu rồi, tại sao ngươi vẫn còn làm phép? Nhìn kìa, có sinh vật còn sống. Giết hắn đi, giết hắn. Chết tiệt, cái lũ khốn kiếp này không nhận ra mình nữa à? Vậy thì đừng có trách ta. Tôi cũng bắt đầu sử dụng phép thuật hàn băng của mình ra tay với lũ tinh linh mùa hạ chết tiệt này. Phát rồi, sức nóng của bọn chúng không thể nào thui rụi cơ thể của tôi. Ngược lại, công bị khả năng băng giá của tôi làm cho bọn chúng tan vỡ. Mẹ kiếp, mày lại, mày dám giết bọn tao à? Chúa tể bọn tao sẽ nghiền nát mày. Cái gì? Bọn chúng có chúa tể nữa à? Không lẽ tình chúa tể của bọn chúng mà chính là tinh linh mùa hạ? Được rồi, xử lý cái lũ khốn kiếp này rồi tới tìm cái tên chết tiệt đó, nói rõ trăng đen. Sau khi xử lý hết bọn rác rối, tôi cũng nhanh chóng tiến thẳng lên đường. Đi thêm vài bước nữa thì tôi đã phát hiện được tên tinh linh mùa hạ chết tiệt, nhưng có vẻ cơ thể của hắn to lớn khổng lồ hơn rất là nhiều. À, cái gì đây? Tinh linh mùa đông, người tới thăm ta. Thật đúng lúc, ta cũng muốn tìm người đây. Tình khốn kiếp đây, người đang làm cái quái quỷ gì vậy? Bây giờ đã chuyển sang mùa thu rồi, người còn chưa chuyển giao mùa, thậm chí người còn làm thời tiết nóng lên, khiến sinh vật tại hành tinh này chết dần chết mòn là sao? Đơn giản, quỷ gì ta muốn? Hành tinh này chỉ có một mình ta là độc tôn thôi. Và lại tinh linh mùa hạ và mùa thu đã bị tinh nuốt và hấp thu vào bụng rồi, nên cơ thể ta mới to lớn thế này đây. Cái gì? Tình chết tiệt đi, người quá đáng lắm rồi. Người đã làm sai ý chỉ của chủ nhân chúng ta. Bây giờ người còn tàn độc nuốt luôn cả đồng môn của mình. Vậy thì người đừng có trách ta. Ta sẽ xé toạc bụng của ngươi ra để cứu họ. Ngươi nghĩ ngươi đánh lại ta hay sao? Để ta nuốt ngươi vào bụng luôn. Này, tinh linh mùa đông, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Tinh linh mùa thu, tinh linh mùa xuân, chúng ta đang ở đâu đây? Trời đất ơi, tất cả chúng ta đều bị tên tinh linh mùa hạ nuốt vào bụng hết rồi. Tên khốn kiếp đó, tôi phải giết chết hắn. Được rồi, mọi người, tôi sẽ cố gắng đưa mọi người ra. Không được đâu, không được đâu. Sức mạnh và cơ thể chúng tôi đã bị tiêu hóa hơn một nửa rồi. Chúng tôi ra ngoài cũng không tồn tại được bao lâu cả. Chỉ còn có cậu vừa mới bị nuốt vào thôi. Hãy mau ăn lấy cơ thể chúng tôi, hấp thụ toàn bộ sức mạnh còn lại của chúng tôi đi, rồi sau đó thoát ra ngoài báo thù cho chúng tôi. Được rồi. Thế là tôi cũng kìm lấy nỗi đau vào trong lòng và nuốt phần còn lại của tinh linh mùa xuân và
mùa thu vào trong bụng. Chết tiệt, ngươi thoát ra ngoài rồi à? Đến lúc rồi, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Cái quái quỷ gì thế kia? Ngươi cũng trở nên khổng lồ à? Đúng vậy, ta bị ngươi nuốt vào bụng. Chính tinh linh mùa xuân và mùa thu đã hy sinh để ta trở thành một dạng khổng lồ thế này. Đến lúc rồi, ta sẽ trừng phạt cái thứ bẩn thỉu cho ngươi, độc ác ích kỷ cho ngươi. Ta sẽ giết chết ngươi, rồi sau đó báo cáo tất cả cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái gì? Tinh linh mùa đông khổ kiếm này, ngươi phá hoại kế hoạch của ta. Ta muốn trở thành một vị thần. Ta muốn hành tinh này là lãnh địa của ta. Ngươi phải chết. Ta sẽ ăn thịt ngươi, hút lấy toàn bộ sức mạnh của ngươi. Cảm ơn. Thứ bẩn thỉu như ngươi đừng hòng thực hiện được cái kế hoạch điên rồ đó. Ngươi mà trở thành vị thần gì thật không xứng đáng. Vậy ngươi xứng đáng hay sao? Bây giờ mùa xuân và mùa thu đã chết rồi, chỉ còn mùa hạ và mùa đông mà thôi. Mùa đông của ngươi sinh vật cũng không thể nào sinh sôi nảy nở và phát triển được đâu. Hay là chúng ta chia đôi giang sơn này ra để thống trị đi. Cảm ơn. Ta không muốn trở thành thần thánh như ngươi đâu. Ta chỉ muốn làm theo nhiệm vụ và muốn hành tinh này phát triển tốt mà thôi. Đến lúc rồi, chết đi. Không, chết đi. Không có mùa hạ như ngươi, ta sẽ đóng băng toàn bộ, lưu giữ lại tất cả sinh mệnh, chờ chủ nhân tới đây để giải quyết.